nói chung các cuộc cách mạng công nghiệp. Đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là dành cho những nước đang phát triển để trở thành nước phát triển. Mỗi một cuộc cách mạng cũng chỉ lựa chọn nhiều là 5 đến 6 nước thôi, để đang từ một quốc gia đang phát triển trở thành một quốc gia phát triển. Chúng ta nhìn thấy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 ở đâu đấy khoảng 6 nước. Nó không dành cho tất cả. Và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này nó cũng quy luật đấy. Nó cũng dành cái cơ hội cho một số nước. Chắc cũng không vượt quá 10. Và nó dành cho ai? Dành cho người đi đầu. Nếu như chúng ta đi sau các quốc gia khác, thí dụ như về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3, 20-30 năm, thì chúng ta sẽ đặt vấn đề là theo kịp, đi cùng và vượt lên. Tức là phải 3 công đoạn như thế. Thế còn cách mạng của cách mạng công nghiệp 4.0 thì ta với Tây là cùng một ngày. Và không những cùng một ngày mà những cuộc cách mạng mới, những nước đã lo ấm thì không mặn mà lắm. Nó là một cái quy luật rất là phổ biến của loài người. Nếu chúng ta đang yên ổn trong cái cũ thì chúng ta cũng không có nhu cầu để thay đổi. Và chúng ta cứ nhìn ra mà xem. Một cái tiện lợi rất là ai cũng nhìn thấy là cái thanh toán tiền di động. Thế nhưng nó lại được phát triển mạnh mẽ ở một nước rất nghèo ở vùng châu Phi là Kenya cách đây 13 năm. Chỉ có những nước mà khó khăn, nghèo khó, khát vọng vươn lên thì lại là những nước đi đầu. Thế cho nên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công cuộc chuyển đổi số, Việt Nam hãy là nước đi đầu. Và vì chúng ta đi đầu thì chúng ta bứt phá vươn lên. Và vì chúng ta đi đầu thì chúng ta giỏi về công nghệ. Và vì thế thế giới đến đây học. Và vì thế sản phẩm Việt Nam đi ra toàn cầu. Cuộc cách mạng 4.0 cũng có một ý rất quan trọng. Các cuộc cách mạng trước đây ấy, thì phân biệt rất rõ người sáng tạo công nghệ và người sử dụng công nghệ. Thì người sử dụng công nghệ thì cứ mãi mãi là người sử dụng công nghệ. Nhưng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì công nghệ nguồn và cái sản phẩm có thể dùng được là nó cần một chặng đường nữa. Tôi hay kể một cái câu nói, một cái diễn nôm, tức là công nghệ AI ấy, thì hiện nay với nền tảng là của FPT là AK Chain hay gì đấy nhỉ? Không nhớ. Tức là nó cung cấp công nghệ AI như một dịch vụ thu tiền hàng tháng, không cao lắm. Nhưng để cho cái AI đấy nói được tiếng Quảng Bình thì phải là một doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển. Và giá trị mà cái phần phát triển ấy mang lại lớn hơn rất nhiều. Thế cho nên là người sử dụng chính là người phát triển công nghệ. Ai mà càng dùng nhiều bao nhiêu thì người đấy càng giỏi lên bấy nhiêu về mặt công nghệ. Hôm nay Dr. Ed mà không mang ra sử dụng, không có nhiều bệnh nhân, không có nhiều hình ảnh chẩn đoán thì Dr. Ed không smart được, là phải do người dùng. Cho nên cái cuộc cách mạng 4.0 là người dùng là quyết định. Khác với các cuộc cách mạng trước đây, người nào nắm công nghệ
thì người đấy quyết định. Nó giống như cái máy nổ ấy, mình mua về là mình giật cho nó chạy thôi, và mình cứ làm cái nghề giật cái máy cho nó chạy thôi. Thế và cái người mà sở hữu công nghệ và sản xuất là toàn bộ giá trị thuộc về cái người đấy. Thế cho nên hay nói cái chuyện là cách mạng công nghiệp 4.0 thì nó phân biệt giữa công sinh và công dưỡng. Nó giống như đứa con mình ấy. Nhiều khi mình sinh ra nhưng mà mình không nuôi, thì cái người mà nuôi nó lớn lên rồi 20 tuổi, rồi học đại học đi làm ấy, thì cái công đấy lớn. Và vì thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo cơ hội cho những nước đi đầu về mặt ứng dụng. Nhưng đi đầu về mặt ứng dụng ấy, lại là phải thay đổi thể chế, thay đổi mô hình hoạt động. Thế cho nên nhiều người nói là cuộc cách mạng 4.0 là cuộc cách mạng dám hay không dám. Đất nước ta trong đại hội 13 thì có hai cái điểm mới, có nhiều điểm mới, trong đó có hai điểm rất quan trọng. Điểm đầu tiên là chúng ta đã chính thức tuyên bố khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Mục tiêu rất cao. Và nếu như mà chúng ta không đạt được cái tốc độ tăng trưởng trên 7% thì rất khó đạt mục tiêu đấy trong vòng 25 năm nữa. Và chúng ta cũng xác định là chúng ta đi đến đấy bằng con đường khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số. Tức là nói rõ mình đến đấy bằng con đường nào. Thế cho nên là đất nước, đảng và đất nước là cũng sẵn sàng thay đổi các mô hình để đẩy nhanh, thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia. Thế cho nên là anh em mình mà khi làm mà có vướng mắc gì về mặt thể chế thì cùng nhau giải quyết. Và Bộ Thông tin Truyền thông là cái đầu mối một cửa, cũng phải có một người đứng ra làm. Nhưng hãy nghĩ đấy là chuyện của mình, đừng nghĩ là chuyện người khác. Cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này ấy, có một cái điểm rất nhân văn là nó làm cho, nó giúp cho những người nghèo nhất, khó khăn nhất thì tiếp cận được với những cái tốt nhất và với giá gần như bằng không. Công nghệ số là gì? Công nghệ số là các platform. Mà platform là gì? Là càng nhiều người dùng thì càng rẻ. Với dân số 100 triệu như Việt Nam, giá gần như bằng không nếu tính trên chi phí, tính chi phí trên đầu người. Càng nhiều, càng dùng nhiều bao nhiêu, càng thông minh bấy nhiêu. Và đi đầu thì trở thành người dẫn dắt thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp, các cuộc cách mạng công nghiệp, trong đó đặc biệt là 4.0, giúp cho những người nghèo giàu lên. Cho nên là nhiều lúc ấy, anh em mình ấy, có khi phải đi làm ở vùng nông thôn chưa? Làm ở những nơi khó khăn nhất ấy. Cách đây 3 tuần, là Bộ Thông tin Truyền thông có cử một đoàn công tác do một đồng chí thứ trưởng lên các tỉnh biên giới, trong đó có Lai Châu. Thì mới phát hiện ra một cái việc là các hộ gia đình ở những vùng không nghèo lắm đâu, nhưng họ không có tiền. Họ có 8 con trâu. Và họ không có, tức là không có cái điều kiện để họ kinh doanh cái con trâu đấy. Theo tóm lại, lúc nào chết thì mổ ra ăn thôi. Bây giờ có muốn bán ấy thì mình mang đến cái chợ huyện cách mấy chục cây, nhưng mà ở huyện ấy cũng chẳng ai mua con trâu cả. Thế tại sao mình không có một cái sàn thương mại để rất có thể là một cái tỉnh đồng bằng mua con trâu đấy, và đến có người đến trả tiền tại nhà dẫn con trâu ấy đi. Đấy chính là các công ty bưu chính Việt Nam. Và nếu như chúng ta làm được việc đấy, mà làm việc đấy bằng công nghệ số, vô cùng dễ luôn.
thì tự nhiên là các cái hộ nông dân đấy trở thành những nhà kinh doanh mà nước mình nói là phi thương bất phú. Và khi họ bán được con trâu thì họ nuôi tiếp các con trâu khác nữa, và về đấy họ giàu lên. Có rất nhiều những cái câu chuyện tương tự như thế. Cái câu chuyện mà chúng ta rất lo lắng là bây giờ ấy, làm ứng dụng công nghệ thông tin nó làm cho chúng ta anh em nhiều lúc nản lắm. Tức là làm công nghệ thông tin ấy, tức là gì? Tức là làm đây xuống cài đặt phần mềm, thế xong rồi là đào tạo huấn luyện vài tháng trời, xong đường xã, xong được một chỗ, lóc cóc lại chạy sang chỗ khác nữa, lại có một phần mềm nữa, lại cài đặt, lại huấn luyện, lại đào tạo. Thì bao giờ chúng ta giải được câu chuyện toàn dân và toàn diện? Thế nhưng may là công nghệ số với cái khái niệm nền tảng là một nền tảng là cho hàng triệu người, hàng chục triệu người dùng. Và nền tảng bây giờ ấy, không phải đào tạo. Chúng ta vào nền tảng và chúng ta tự biết cái dùng. Có nghĩa rằng ấy, là nó có thể đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số rất là nhanh, rất là sâu. Và đấy là do công nghệ. Thế cho nên là cái câu chuyện mà các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam không chỉ là chúng ta tăng trưởng 20%, không chỉ là chúng ta thúc đẩy tăng trưởng GDP đất nước, mà chúng ta làm thay đổi Việt Nam. Khi tôi đến một tỉnh thì gặp đồng chí bí thư, thì đồng chí nói một ý là tỉnh tôi khó nhất là mời được các bác sĩ về đây để đạt được cái tỷ lệ là số lượng bác sĩ trên 1 vạn dân. Hiện nay số lượng bác sĩ trên 1 vạn dân ở Việt Nam là 8 bác sĩ, tức là vào lại thấp so với thế giới, các tỉnh miền núi thì thấp lắm. Mà đúng là bây giờ bác sĩ ra trường ấy thì họ ở thành phố, họ cũng không về. Thì khi mà Bộ Thông tin Truyền thông giới thiệu cái phần mềm mà tư vấn khám chữa bệnh từ xa, nó có VOV 2, bác sĩ 24 và nó có doctor 24/7. Thì bà con nhà mình dùng một cái smartphone, mà bây giờ gia đình nào cũng có smartphone luôn ấy, là người ta có thể tư vấn những bác sĩ trên toàn quốc, và trong đấy rất nhiều bác sĩ giỏi. Và họ không phải đến bệnh viện nữa, rất nhiều bệnh. Và tự nhiên là số lượng bác sĩ trên 1 vạn dân tăng lên một cách đáng kể. Đấy là ước mơ của rất nhiều tỉnh đấy. Nhưng giải quyết bằng một cái việc rất đơn giản là một cái nền tảng đã có sẵn nhưng chưa được giới thiệu. Để dạy, để cho hàng trăm ngàn bác sĩ mà có thể chuẩn đoán hình ảnh rất chính xác, điều đấy không dễ và không khả thi. Thì hôm nay chúng ta có Dr. Ed, một bác sĩ ở huyện cũng có thể chuẩn đoán hình ảnh chính xác. Thì cái người bệnh nhân đấy không phải lên Hà Nội, 2-3 người đi theo tốn kém và làm nghẽn các tuyến trên. Chúng ta kết nối 1.000 bệnh viện tuyến huyện với các bệnh viện trung ương. Rất nhiều các ca mổ không nhất thiết phải lên Hà Nội, tức là chúng ta có thể tư vấn từ xa. Tức là có rất nhiều cái chúng ta thay đổi Việt Nam, làm cho Việt Nam bứt phá vươn lên và làm cho nhân dân mình ấy, hạnh phúc hơn. Thì cái ý ở đây tôi muốn nói là có rất nhiều các nỗi đau mà anh em mình hay nói mà gọi là pain point ấy. Vì các nhà công nghệ nhà mình nhiều khi là mình hơi tư duy theo hướng công nghệ, nhưng cuộc sống cần những cái rất đơn giản mà anh em mình có thể làm được. Cho nên mỗi một doanh nghiệp, mỗi một người hãy nhìn ra một nỗi đau của đất nước này, của xã hội này, và giải nó bằng công nghệ. Và vì nhìn thấy nỗi đau đấy, mình chưa lập doanh nghiệp thì mình lập doanh nghiệp. Và thường những nỗi đau đấy chắc chắn rủi ro rất nhỏ. Nó không giống như là startup của đồng chí Đôn Lâm đâu. Là vì nó là một nỗi đau. Nỗi đau của hàng vạn người, hàng triệu người. Và nếu mình giải được thì không bao giờ thất bại luôn. Thì hãy xuất phát từ những nỗi đau đấy, và chúng ta từ đấy đi lên, doanh nghiệp phát triển, đất nước phát triển.
Và những nỗi đau đấy thì 80% là những nỗi đau toàn cầu. Rất nhiều các quốc gia khác cũng đang phát triển như Việt Nam chúng ta. Và những bài toán không khác chúng ta nhiều lắm. Cái câu chuyện mà Viettel thành công ấy, ở 10 nước đầu tư nước ngoài ấy, nó chỉ đơn giản là giải một câu chuyện Việt Nam đi sang 10 nước kia làm đúng y như thế luôn. Điện thoại di động là một loại công nghệ cao. Vì là công nghệ cao thì càng cao càng rẻ. Đấy là phát hiện của Viettel. Mạng điện thoại di động hơi giống như là một platform. Có nghĩa càng nhiều người dùng thì càng rẻ. Một cái trạm BTS ấy, phát sóng ấy, mà đầu tư ấy, thì nếu rẻ thì là 1 tỷ, thường là khoảng 2 tỷ. Nó có thể phục vụ được khoảng 10.000 người. Nhưng 1 người và 10.000 người thì chi phí đầu tư chênh nhau 10%. Cho nên nếu như một trạm đấy mà 10.000 dùng thì giá giảm đi hàng ngàn lần, về bản chất giá gần bằng không. Có nghĩa là chúng ta có thể làm cho nó rất rẻ bằng cách cho nhiều người dùng, tức là phổ cập. Và cái câu chuyện thứ hai ấy, là gì? Là mình đi đến một cái quốc gia, Viettel là ra đời, Viettel là thứ tư, đến quốc gia khác thì thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tư. Có nghĩa là mình đi sau. Thì cái logic của người đi sau ấy là gì? Là thôi mình cứ túc tắc, mình đi dần dần. Họ phủ sóng toàn quốc thì mình làm thành phố trước. Thế xong đó thì mình túc tắc, mình tiến lên. Nhưng làm gì có cái logic đấy? Ra sau là không có tên. Mà không có tên, một sản phẩm lại kém hơn thì làm sao mà bán được? Thì ra một chiến lược là tôi vào sau, tôi nghèo hơn ông, tôi làm tốt hơn ông, mặc dù ông đã ở đấy 20 năm. Và sau đấy tôi mới kinh doanh. Thì câu chuyện chuyển đổi số của chúng ta cũng phải như vậy. Tôi làm tốt hơn cái đang có. Và tốt hơn một cách đáng kể. Và giá rẻ hơn một cách đáng kể. Và vì thế chuyển đổi số thành công. Và chúng ta đã thành công thì tôi có niềm tin chắc chắn rằng là chúng ta chinh phục thế giới được. 80% câu chuyện Việt Nam chắc chắn là câu chuyện toàn cầu. Thế còn ấy, thì nếu nhìn lại lịch sử nhân loại và kể cả cái cuộc cách mạng 4.0 này thì cơ bản các nước đã phát triển là họ tương đối y mắng. Chỉ có anh em mình đói khát, nghèo thì máu me. Và vì máu me thì anh em mình lại trở thành nước phát triển. Thì cái diễn đàn này, ngày hôm nay, khi tôi bước vào đây, ngồi buổi sáng đặc biệt, thì tôi có một cái cảm nhận rất là vui ở cái chỗ là mọi người đứng ở đây ấy, là rất tự tin. Mà cái tự tin này ấy, thì nó chỉ có ở một số các cái hội thảo và diễn đàn mà người nước ngoài tham gia này. Cái thứ hai nữa là không những tự tin mà thinking big, tức là nói những câu chuyện lớn. Dr. A nói một câu chuyện lớn, B nói câu chuyện lớn, các doanh nghiệp đứng lên đều nói câu chuyện lớn, tức là thinking big, tự tin và trình bày rất thuyết phục. Thì anh Trực, người ngồi gần đây có nói với tôi, rất thuyết phục là vì họ là người làm. Họ nói những việc họ làm, vì thế cảm xúc, vì thế thuyết phục, vì thế nhìn thấy khát vọng trong cách họ trình bày, trong ngôn từ của họ. Và điều đấy làm tôi rất là phấn chấn. Và phấn chấn đến mức ấy, tức là rất tự tin, rất là tin rằng là mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho cái sự nghiệp này, Make in Việt Nam, phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Chúng ta thì ngày đầu, cách đây một năm thì rón rén lắm. Thì bảo thôi, mỗi năm 6.000 doanh nghiệp một năm mới là kinh hoàng rồi. Cho nên là chúng ta 10 năm nữa thì mới có được cộng đồng 100.000 doanh nghiệp. Thì nếu mình nhìn tốc độ này thì tôi nghĩ chắc chưa đến 2025 chúng ta đã có được một cái cộng đồng là 100.000 doanh nghiệp. Tức là cứ 1.000 người dân Việt Nam thì có một doanh nghiệp công nghệ số. Trong cái công cuộc này thì thực sự mà nói thinking big là quan trọng. Thực sự mà nói tự tin là quan trọng. Có niềm tin. Vì những cái niềm tin đấy thì nó mới giúp mình vượt qua những cái trở ngại
Ví dụ như bây giờ anh em mình ngồi kêu, cứ đến ông bộ A, bộ B thì người ta gây khó khăn, đi ra người ra nghị định 10 cấm tôi này, cấm tôi kia. Bây giờ mà ngồi kể ra cái đống đấy thì nó vô cùng lớn và vô cùng nhiều luôn. Rồi anh em mình cứ chơi thôi, gặp đâu gỡ đấy, khó quá đến hỏi ông Hùng. Thì con đường này mình đi lên thôi, cùng nhau đi lên. Thế và hãy đặt ra một mục tiêu thật là cao, đến mức không tưởng. Vì chỉ khi đấy, nó có mấy cái. Có một quyển sách nói về cái việc này. Khi chúng ta mà đặt ra một cái mục tiêu rất cao, hoặc chúng ta nằm trong một cái bối cảnh rất khó, thì mất nước là một bối cảnh rất là khó. Hay là bây giờ mình bảo rằng là gì, mình tăng trưởng không phải là 10%, mình tăng trưởng 100% thì rất là khó. Thì nó có xảy ra một cái câu chuyện. Nó xảy ra một câu chuyện là khi chúng ta bị cái sức ép đấy á, thì tự cơ thể nó sản sinh ra hormone. Và trong đấy có những hormone thông minh và dẻo dai. Và nó làm cho chúng ta trở thành một người không phải là người bình thường nữa. Thông minh hơn, tư duy đột phá hơn, sức dẻo dai hơn. Và vì thế, việc khó không còn khó nữa. Chúng ta thì có một cái giới hạn. Theo cái nghĩa, tức là ngoài đấy thì được hiểu là vượt quá giới hạn. Bên trong là có thể làm được. Thì khi chúng ta tiến ra vùng biên của cái đường giới hạn đấy, thì cái đường giới hạn được nở ra. Và tôi rất muốn mọi người tin một điều. Là khi mà chúng ta có một sứ mệnh lớn, hoặc đặt ra một sứ mệnh lớn, hoặc nhận lấy một sứ mệnh lớn do người khác giao cho mình, do đất nước giao cho mình, thì chúng ta nếu trăn trở với nó, ngày đêm suy nghĩ với nó, thì chúng ta nhận được năng lượng trời đất, tức là năng lượng vũ trụ. Và tôi tin rằng rất nhiều người hôm nay ngồi đây, còn đang ngồi đây, chắc chắn đã từng cảm nhận được năng lượng vũ trụ nhập vào mình. Là vì chúng ta đang đứng trước một thách thức rất lớn, hoặc vì chúng ta đang nhận một sứ mệnh rất lớn. Và năng lượng đấy thì chúng ta không tưởng tượng nổi là nó lớn đến mức nào đâu. Và nó sẽ làm cho chúng ta vượt qua được rất nhiều thách thức. Người Việt Nam vốn dĩ rất sợ công nghệ, và cứ nghĩ rằng công nghệ là phải Mỹ cơ, phải Anh cơ. Nhưng công nghệ là gì? Công nghệ là kết quả của lao động chứ không phải trên trời rơi xuống đâu. Công nghệ là kết quả của lao động. Mà anh em mình ấy, thì 7 ngày trên 7 luôn. Anh Hùng mà tôi đoán là ông mà từ Mỹ về đây, về làm cho ông Vingroup mà ông Vượng nhà mình ấy, là cái ông mà gọi là tra tấn người ta rất kinh hoàng. Cho nên tôi tin rằng ấy, là cái thời gian mà ông lao động chắc phải gấp đôi so với thời gian ông ở Mỹ. Tức là chúng ta đang đói nghèo, chúng ta làm 7 trên 7, chúng ta làm 24 trên 24, tối ngủ nằm mơ. Thì lao động của chúng ta phải vĩ đại hơn chứ. Thì chúng ta phải sáng tạo ra những điều vĩ đại hơn chứ. Vì công nghệ chính là sản phẩm của lao động. Chứ đừng nghĩ nó là cái gì ghê gớm, nó là sản phẩm lao động. Mà anh em mình càng nghèo bao nhiêu thì càng làm việc nhiều bấy nhiêu, và vì thế. Thì xin chúc cho anh em mình ấy là có nhiều hormone thông minh, tư duy đột phá, dẻo dai, cảm nhận được năng lượng trời đất. Mở ra và nở ra cái vòng tròn giới hạn của mình để giúp cho Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Vậy thực sự là chúng ta muốn hòa bình, chúng ta muốn Việt Nam không có chiến tranh, thì chỉ bằng con đường đấy thôi. Còn nếu mà nhìn vào lịch sử Việt Nam thì chúng ta có nhiều chiến tranh, và một trong những lý do rất lớn căn bản là chúng ta yếu. Thế cho nên là cái câu chuyện ngày hôm nay ấy, cũng là câu chuyện làm cho Việt Nam hòa bình lâu dài. Còn cái anh em mình không phải ra chiến trường. Và tôi thì rất mong muốn là hôm nay có anh Trực ngồi đây, và tôi luôn luôn coi anh Trực như một tấm gương. Mọi người chắc cũng không biết tuổi anh Trực đúng không? Anh sinh năm 1944. Tôi bây giờ chắc là cũng không bí mật nữa chú nhỉ. Thế nhưng mà tư duy, làm việc, nhiều lúc mình nhìn mình cũng nghĩ là hình như mình còn chưa bằng như thế. Và nếu chúng ta có tinh thần đấy,
lúc nào cũng như chú trực thì chắc là đất nước mình chắc chắn sẽ hùng cường thịnh vượng. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đã ngồi đến ngày hôm đến thời điểm bây giờ. Hôm nay thì thực ra trong chương trình là họ xếp tôi á, tức là họ đây là ông Tâm thứ trưởng, là ông xếp ông bộ trưởng là ngồi nhà. Thực ra không phải ngồi nhà mà hôm nay là tôi có một cái chủ trì một cái buổi họp thông qua chiến lược của một đơn vị. Thế nhưng mà tôi lại ngồi tôi mới nghĩ rằng là có lẽ cái buổi chiều này chắc nó mới nhiều thứ đấy. Cho nên là ngồi lại với anh em mình. Cho nên tôi vẫn tin rằng những người mà hôm nay vẫn ngồi đây đến tận bây giờ là những người lạ. Và rất là mong là tất cả anh em mình hãy tin là bên cạnh mình có rất nhiều người. Có một cộng đồng, có anh em, thế rồi có quản lý nhà nước, có những lãnh đạo của đất nước đau đáu về đất nước, đau đáu về sự phát triển của công nghệ. Tại sao lại đau đáu về công nghệ? Là vì hầu như tất cả mọi người đều hiểu rằng sức mạnh trong tương lai của một quốc gia là công nghệ. Có thể là trong cái chiến tranh lạnh dần trước ấy, thì sức mạnh thuộc về ông nào cũng vũ khí hạt nhân. Thế còn trong thời đại bây giờ thì sức mạnh thuộc về ai có công nghệ. Và cũng có một cái rất là may mắn nữa là công nghệ bây giờ thì gần 40% các quốc gia đã chấp nhận công nghệ mở. Tại sao mà các quốc gia lại đi theo hướng chọn công nghệ mở để phát triển? Là vì họ rất sợ là với những cái công nghệ gần đây thì có thể có một quốc gia sẽ trở thành siêu cường về công nghệ. Và nếu như xuất hiện một superpower về công nghệ, rất có thể lại có chiến tranh. Còn nếu như mà chúng ta đồng thuận với nhau, phát triển theo hướng công nghệ mở, đứng trên vai người khác, phát triển và để người khác đứng trên vai mình, và mình lại đứng trên vai người khác, và không có một siêu cường về công nghệ, thì thế giới được hòa bình lâu dài. Và có nghĩa rằng chúng ta không chỉ làm hòa bình Việt Nam, mà đang góp phần hòa bình thế giới. Và hãy nhận lấy sứ mệnh đấy. Kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí và các bạn. Không make in Việt Nam thì Việt Nam không thể trở thành nước phát triển. Không make in Việt Nam thì chúng ta không thể đi ra thế giới. Không make in Việt Nam thì Việt Nam không thể tự cường. Không make in Việt Nam thì Việt Nam không thể hùng cường và thịnh vượng. Một năm trước đây, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ nhất, bài hát Tự hào Việt Nam đã vang lên với 100 diễn viên, gái trai, lớn nhỏ, các vùng miền và các dân tộc. Sự ra đời của chương trình Make in Việt Nam, của tinh thần Make in Việt Nam là thể hiện khát vọng và tự hào Việt Nam của toàn dân Việt Nam. Chỉ thị đầu tiên năm 2020, chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ là chỉ thị về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Sau một năm, đã có trên 13.000 doanh nghiệp công nghệ số ra đời, tăng 28%. Và bây giờ, chúng ta đã có cộng đồng trên 58.000 doanh nghiệp, một con số kỷ lục. Ngày ấy, chúng ta chỉ dám nghĩ đến con số cao nhất là 6.000 doanh nghiệp một năm. Vậy mà, ngay năm đầu tiên đã có 13.000 doanh nghiệp mới ra đời. Những nhà quản lý như chúng ta đã không đánh giá hết sức mạnh của dân Việt Nam, nhất là khi có một ngọn cờ đúng được dương cao. Mục tiêu 100.000 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2030 có thể đạt được vào năm 2025. Make in Việt Nam là một khẩu hiệu hành động, là thúc giục tinh thần thiết kế tại Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, là thay vì làm gia công lắp ráp thì hãy làm sản phẩm. Giải bài toán Việt Nam và từ cái nôi Việt Nam sẽ đi ra toàn cầu. Nó ngắn gọn, nó thúc giục, nó tự hào Việt Nam và vì thế nó đi xa, đến được với mọi người và mọi miền. Việt Nam chỉ thành công khi là toàn dân.
Chúng ta đã nghe nhiều, kể nhiều, có thể là hơi quá nhiều các câu chuyện nước ngoài cho người Việt Nam nghe. Có lẽ đã đến lúc kể câu chuyện Việt Nam. Make in Việt Nam là kể câu chuyện Việt Nam. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp Việt Nam hãy make in Việt Nam và kể câu chuyện Việt Nam của mình. Bởi vì người Việt kể câu chuyện Việt cho người Việt nghe sẽ gây cảm hứng, tự hào Việt Nam và khích lệ người Việt có thể làm được. Chúng ta có rất nhiều câu chuyện Việt, hãy kể nó và để có nhiều hơn nữa các câu chuyện Việt. Một bất ngờ khác là khả năng nhanh chóng phát triển các sản phẩm công nghệ số, phòng chống COVID và chuyển đổi cuộc sống sang trạng thái bình thường mới. Từ nCoV, Bluezone, COMIT tới các nền tảng học trực tuyến, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, các nền tảng kế toán từ xa, quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ. Có lẽ Việt Nam là top đầu thế giới về sáng tạo các nền tảng số thời COVID. Nếu không làm chủ công nghệ, nếu không make in Việt Nam, thì chúng ta đã không làm được như vậy. Phản ứng nhanh là yếu tố sống còn trong thời đại rất khó dự đoán này. Make in Việt Nam trong năm qua, năm 2020, cũng đã thúc đẩy các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng của chúng ta làm chủ tới 90% hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam. Sứ mệnh cường quốc về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng cũng là một trọng tâm của Make in Việt Nam. Một bất ngờ khác nữa của năm 2020 là Việt Nam trở thành nước thứ 5 trên thế giới làm chủ công nghệ 5G. Sản xuất được thiết bị hạ tầng 5G, sản xuất được điện thoại 5G. Rất ít người, kể cả trong nước và nước ngoài, tin rằng Việt Nam chúng ta có thể làm được việc này. Nhưng công nghệ không phải điều gì cao siêu, nó là kết quả của lao động sáng tạo. Kích hoạt sự lao động sáng tạo ấy là một khát vọng lớn đến không tưởng và một sự quyết tâm bền bỉ sẽ dẫn chúng ta đến những cách tiếp cận đột phá để biến việc khó thành việc dễ. Một sứ mệnh lớn lao sẽ giúp chúng ta tiếp cận được năng lượng của trời đất để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Sứ mệnh Make in Việt Nam tạo ra năng lượng vô hạn cho chúng ta. Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình chuyển đổi số quốc gia vào tháng 6 năm 2020. Sứ mệnh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, của Make in Việt Nam là chuyển đổi số Việt Nam, là xây dựng một Việt Nam số, là chuyển đổi Việt Nam từ thế giới thực vào thế giới ảo. Đây là chặng đường dài nhiều chục năm, vì thế Make in Việt Nam cần một tầm nhìn dài hạn và những chiến lược giai đoạn. Muốn Make in Việt Nam thì phải làm chủ công nghệ. Lời giải cho làm chủ công nghệ của Việt Nam là công nghệ mở. Diễn đàn Việt Nam Open Summit tháng 11 năm 2020 đã tuyên bố chiến lược công nghệ mở. Với một nước đi sau như Việt Nam chúng ta, mà muốn đi trước thì phải đứng trên vai những người khác. Việc lựa chọn phát triển công nghệ mở, lựa chọn phát triển phần mềm nguồn mở, lựa chọn mở dữ liệu để các cá nhân, doanh nghiệp tham gia sáng tạo giá trị mới là định hướng của chúng ta. Với định hướng này, Việt Nam sẽ phát triển thành quốc gia công nghệ dựa trên và thừa hưởng tri thức nhân loại, nhưng cũng đóng góp cho tri thức nhân loại. Việt Nam Open Summit lần thứ nhất là cam kết của Việt Nam về phát triển và làm chủ công nghệ số dựa trên chuẩn mở. Không chỉ là cam kết, mà đây còn là chiến lược của chúng ta. Mở để phát triển và làm chủ công nghệ Việt Nam, để make in Việt Nam. Công nghệ mở là con đường để mọi công ty, dù kinh doanh ở lĩnh vực nào, cũng có thể trở thành công ty công nghệ. Mọi công ty cần phải trở thành công ty công nghệ. Một chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, một bộ chỉ số đo lường chiến lược này sẽ dẫn đường chúng ta đi. Cuộc thi Việt Solution, giải thưởng quốc gia về sản phẩm công nghệ số Việt Nam sẽ khích lệ chúng ta đi. Từ nay, chúng ta có tên Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam. Có ngày 12 tháng 12 là ngày Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam. Như vậy là đã được sinh ra, đã được đặt tên, được giao sứ mệnh. Bây giờ là lớn lên và phụng sự Tổ quốc. Hãy lớn nhanh như phù đồng. Năm 2021 hứa hẹn là một năm phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, một năm với nhiều và rất nhiều sản phẩm Make in Việt Nam. Make in Việt Nam để giải quyết vấn đề Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển. Make in Việt Nam để đi ra nước ngoài, chinh phục thế giới và đóng góp cho sự phát triển của nhân loại. Make in Việt Nam để làm chủ công nghệ. Make in Việt Nam để bảo vệ Việt Nam. Make in Việt Nam để Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Mỗi chúng ta, mỗi doanh nghiệp hãy bắt đầu khát vọng lớn bằng một việc nhỏ.
Và hãy làm việc nhỏ ấy với một khát vọng lớn, với một tình yêu lớn. Và khi đó, những việc nhỏ sẽ không nhỏ nữa, vì chúng đồng hướng do chung một khát vọng lớn, và vì thế chúng được cộng lực với nhau để có một Việt Nam phồn vinh hạnh phúc. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ 2. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc sức khỏe Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các quý vị đại biểu khách quý, chúc một năm mới thật thành công. Xin trân trọng cảm ơn và chúc diễn đàn thành công.